Xin chào các vị, vâng, chào mọi người quay trở lại vào Studio. Tuy nhiên thì hôm nay mình đang có một nhân vật bình thường em hay chào nào nhỉ? Không, em kiểu em bình thường em sẽ có cái kịch bản ấy, anh không có kịch bản luôn. Được nhỉ? Anh gọi em là tên hay là gọi là Sam L the Reviewer thế nhỉ? Anh gọi cái gì cũng được. Vâng, chào mừng nhân vật hết sức là Sam L đến với kênh của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Bởi vì thực ra mọi người cũng hay gọi em là Sàm L hay là The Reviewer thôi, nhưng nhiều người không biết tên thật. Thực ra là Sàm L ấy thì nó không phải là Sàm Quạc, mà là mình tên là Linh và mình hay Sàm, nên là kiểu L Sàm thì nghe nó hơi ngu. Nên là nó là Sàm L. Người ta bảo em với NTN phải anh em bạn bè họ hàng gì với nhau không? À không, em chỉ là một người rất là ngưỡng mộ NTN. Giống anh rồi. Ok không? Rõ ràng là thì cũng đúng thôi, tại vì NTN là YouTuber cá nhân lớn nhất Việt Nam. Đúng, làm content rất hay, không bao giờ làm những trò ấy, đúng không? Và kiểu rất biết xin lỗi. Ở Việt Nam anh chỉ đánh giá có hai người, một là Chris Devil Gamer và hai NTN là hai cá nhân sẽ đạt được nút kim cương, đúng không? Còn thực ra các cá nhân khác gần như rất khó để đạt được cái mục tiêu này trong thời gian ngắn hạn, ít nhất là trong khi anh và em đang còn sống đấy đã. Đúng. Lúc mình chết thì ai mà biết được, đúng không? Thế thì cái điều gì khiến cho em làm được cái kênh YouTube như thế nhỉ? Em thích làm YouTube, thích được kiểu mọi người biết đến. Thực ra là trước đây em có một kênh YouTube khác. Trước đây em làm kênh kiểu dạy mấy cái kiểu là tác hại của việc quay tay. Có như video quay tay nhiều thì mặt rỗ này. Mày nhìn lại. Anh cũng có một cái video thế là quay tay nhiều bị chai tay hết, xem tay. Đâu, sao chai nào? Mày sao lại chai mày? Mày nhìn tại thanh niên chai tay thật sự luôn. Quay tay nhiều thì dễ bị cận này, quay tay nhiều thì dễ gầy này, quay tay nhiều thì dễ đi review xe này, review điện thoại này. Đấy. Làm bao năm thì cũng có được video của triệu view. Video là 10 cách để làm bạn quay tay. Không, mấy cái để làm bạn hấp dẫn hơn trong mắt con gái. Thế xong rồi khách một là không làm YouTuber. Quạt. Ngày ta người ta chương trình No Nut November, chú có tham gia không? Em có tham gia. Anh nhưng mà chưa đến lịch của anh em mình. Đúng, hôm nay vẫn đang 37 tháng 10 mà đã sang tháng 11 đâu. Em chưa lịch âm đến hôm nay em làm YouTube được bao lâu rồi nhỉ? Em bắt đầu làm từ tháng 8 năm ngoái. Ủa, thế là được hơn 1 năm rồi. Năm ngoái là em bán lên kênh cu đi. Bán đi á, được bao tiền? Bán đi được 4 tỷ. Một số tiền. 4 tỷ. 4 tỷ. 4 tỷ không ít, không được giá không bán. Ok. Thế xong rồi em bán đi thì em mua được bộ máy tính mới. Quá. Một bộ. Sau đó bị dính màn hình xanh. Sau bị dính màn hình xanh. Nhưng mà em thấy là để chơi lỡ lời thì nó phí quá. Nên em tải thêm CS:GO em chơi. Chung mua về thì cũng thấy là ok. Hồi trước em cũng xem Honor Trailer, thử em là một thanh niên xem Honor Trailer. Đây, giống anh. Anh cũng là fan cuồng bởi vì cái ông đấy có một cái giọng đọc rất hay. Ừ, thì Việt Nam mình chưa có ai làm. Thì ai có người làm rồi, lúc làm xong mình... Nhưng mà lúc đấy người ta cũng đã không được thành công cho lắm. Lúc đấy thì em bắt đầu làm. Video đầu tiên của em là gì nhỉ? Anh cũng quên mất rồi. Phép nãy ông vừa nói xong, rất ấn tượng hai video đầu tiên. Không, anh bảo là ấn tượng với hai video là Về Nhà Đi Con và một cái nữa cái là cái game show. Thì do cái Về Nhà Đi Con là anh không xem phim đó. Vì thế khi mà em làm ấy thì anh kiểu được tóm tắt lại cái bộ phim, thì với cái khẳng định của anh là vì anh không thích phim Việt bởi vì motif nó hơi bị cũ quá ấy. Thì đấy kiểu là một người bố rất quan tâm đến con chẳng hạn, nhưng mà không bao giờ biết con nó đang làm cái gì. Khi con gặp chuyện gì cũng không giúp được. Mỗi khi các con gặp chuyện gì bố cũng không giúp được. Không biết con chơi game từ khi nào. Con chơi game từ bao giờ? Lúc nào cũng biết chuyện sau cùng. Bố là người biết sau cùng. Trong mấy câu của em nói thì giống như thì mấy câu trong kiểu khác kiểu thế. Nó chơi làm hai clip đầu tiên Về Nhà Đi Con, thì lúc đấy là phim đã cũng khá là hot. Làm xong em đăng lên cái group của những người thích phim đấy. Cũng được 2-3 nghìn view rồi đấy. Từ sau là thấy là không ổn, chứ mẹ em mình phải làm cái gì mà nó hay hơn. Thì hồi đấy thỉnh thoảng em thấy clip của NTN là cái anh này làm nội dung hay thế. Kiểu sao làm nội dung hay thế mà lại nhiều người xem thế. Thế thôi mình cũng phải bú phê một tí. Là làm vào khen anh đấy, anh ấy kiểu làm nội dung các kiểu này. Xong rồi bị chửi. Xong rồi không, chả ai chửi. Chả ai xem. Cái clip em đăng 2 tuần đầu tiên không ai xem, 75 lượt xem. Xong rồi em làm đến clip thứ 3. Nghĩa là hồi trước thì em làm khoảng 3-40 clip là có cả vlog cơ. Mà không ai xem rồi, thế thôi cứ làm. Thì clip thứ 3 là Shark Tank. Hồi đấy Shark Tank rất là nổi. Thế là thôi, lại đu bú phê Shark Tank. Thì làm xong cái clip Shark Tank đấy được đăng được 2-3 ngày. Thì lúc đầu kiểu living in 2017, đấy là người mà có thể là em nợ cái tại vì share cái video đấy của em. Share lên thì bắt đầu mọi người bắt đầu tràn vào, traffic bắt đầu tràn vào. Ok, bắt đầu có fame này. Thôi chiến, bắt đầu chiến. Làm cái khác. Rồi, thế cái câu chuyện mà anh nhớ là cuộc chiến tranh giữa em với fan NTN, sau em đăng một cái bài post xin lỗi. Thì cái lúc đó là chuyện gì xảy ra, như kiểu NTN trực tiếp nói chuyện với em hay như nào? Cái fanpage tức là
trường người ta hay sao ấy, đăng lên. Thế là có một ông em vào trong số người share ấy, bảo là thằng này làm video gato thứ. Thế là em vào đấy xem thì có mấy người cãi nhau, xong rồi lại có cả NTN trong đấy. Một lần nữa cũng vào comment kiểu là thế này thế kia, thế là em cũng vào comment. Thế là em vào comment là em là người làm video rồi anh ơi. Thế là đấy là nước một nước đi. Sai. Ngu vãi lìn. Thế là thế là NTN vào tường em, lấy ảnh của em lên, đăng. Đăng lên Facebook của NTN. Rồi là thằng này người Lạng Sơn, người là gato. Cái ảnh đấy như có bố mặt bố em trong đấy sao ấy. Ui. Thế là gato có thứ, thế là fan NTN nhảy vào chửi em, tràn vào Facebook em. Nhưng mà may em có võ, em khóa mẹ Facebook con rồi. Cái võ đấy người ta hay dùng, nhất là mấy cái vụ mà lộ ảnh sách với clip sách ấy. Đấy, thế là em khóa đi rồi, không ai nói gì. Thế là NTN bảo là em sợ anh chưa, anh làm nội dung hay như thế mà em nói anh như thế à. Thôi em xin lỗi, em sợ vậy. Thế là em đăng lên community xin lỗi đấy đúng không? Không, lúc đầu thì em kiểu em thì em sợ thật. Ok thì thôi xin lỗi, đăng lên xin lỗi để in ổn làm ăn. Thế thôi xong. Thế xong rồi vì lý do gì mà mày bây giờ vẫn tiếp tục NTN? À để cảm ơn quý không? Gì à, ngoài ra thì anh thấy do những cái video em cũng có làm, cũng nói đến nhiều người khác nhau, thì tức nghĩa là ví dụ như em làm về anh Độ thì anh Độ cũng có reaction xem lại clip đấy, rồi cũng rất nhiều các clip khác. Nhưng mà ngoài trường hợp như của NTN thì có ai đã từng kiểu là chửi bới hay đã có nói gì vì những cái video đấy chưa? Chưa, chỉ có fan thôi. Không phải fan. À fan của các người đấy vào chửi nhau hả? Cũng có thể hơi vào kiểu là ấy chỗ này chưa quên không nói chỗ này kia không có gì. Không có gì, còn thứ em làm ví dụ anh Dũng CT này, anh Độ thì em đều xin phép. Tới là thầy có thầy giáo ba này, thì cũng em cũng xin phép rồi, thì cũng phải xin phép mọi người. Trong hồi trước cái hồi mà bé bé thì kiểu là bừa phứa. Bây giờ thì mình phải xin phép cho chắc ăn đúng mình không? Mình cũng phải có trách nhiệm một tí. Bây giờ nói cái chuyện quảng cáo đi đúng không? Tại vì người ta bảo là ban đầu người ta xem em bởi vì là vì không có quảng cáo, thằng này làm rất tự nhiên. Sau bắt đầu xuất hiện những clip quảng cáo thì anh thấy mọi người cũng bảo ui thằng này mất chất lọ chai. Nhưng mà anh nghĩ rằng là không có tiền thì đấy đâu quảng cáo, đến Denvo còn nói thế cơ mà. Đúng. Đấy, thế thì em đối diện với việc đấy như thế nào? Tức là để cân bằng được vừa phải có quảng cáo mà vừa phải có video nội dung hay thì nó có một cái áp lực. Thưa em thì vẫn luôn đi từ sản phẩm đi ra, đi từ gọi là khách hàng đi ra, người xem là khách hàng của em. Thì em vẫn luôn muốn làm nhiều cái gọi là để thỏa mãn họ nhất. Thế là chung là đấy vẫn là cái triết lý làm mọi thứ của em là từ mình cũng phải cân bằng. Có cái bởi vì bụng không no thì làm sao vui vẻ mà làm nội dung được đúng không? Em cũng hơi béo nhưng mà bụng cũng phải no. Nào, vô anh. Hết nước mất rồi. Vật thằng này bị khát nước kìa. Qua video này thì bọn mình chỉ tạm thời dừng câu chuyện ở đây thôi, tại vì để thành công như thế nào thì chúng ta cũng cần phải có những cái đi sâu hơn. Thì mình sẽ để các bạn comment câu hỏi bên dưới kênh YouTube của Sound The Reviewer. Bây giờ chỉ mỗi The Reviewer thôi nhỉ. Thì các bạn sẽ để câu hỏi bên dưới, xong bọn mình sẽ gặp tới một số tiếp theo của hai doanh nhân, thì một người bình thường và một người rất thành đạt, chia sẻ về việc kiếm tiền trên YouTube hàng tỷ một tháng như thế nào. Rồi, và xin chào hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Ê, nhưng mà từ đã trong video này thì tiết lộ là sắp tới lên một cái video gì được không cho các bạn đón chờ trên kênh của em ạ? Anh này rất buồn cười nhá, kiểu lừa mình đến. Em không cần chuẩn bị đâu, em chỉ cần đến là em các thứ mình cũng chưa biết là clip tới làm về phim ma đi. Clip tới trên kênh làm về phim ma hả? Phim ma. Được. Đầy rẫy những cái cửa thực sự cần tra dầu. Hẹn lại bạn trong các video lần sau.